Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về được một mặt hàng mới, đó là mẫu búa tạ 6,5 kg của Mỹ, của hãng H Mỹ làm nha anh em. Xin được tổng quan qua anh em về cái cây búa H 6,5 kg này là cán dài 9 tấc, chất liệu bằng sợi thủy tinh, bên ngoài được bọc nhựa chống cháy và tay cầm bằng cao su chống tuột. Hàng cũng rất cao cấp. Đây là cái đầu chống tuột của nó nha anh em. Anh em cứ đập là nó có tuột cán búa ra, là cái đầu này nó bè ra là nó giữ lại rồi nè, nên không bao giờ mà sợ bị tuột gì hết. Trong này nó thiết kế cái búa này là có một đầu bằng. Đầu này là để đập, anh em ta đập đó, anh thấy nó bè, nó to, nó rộng hơn so với cái đầu ở trên. Và một cái đầu phá, cái đầu hình chữ thập này nè, là chính là cái đầu để phá bê tông. Nó thiết kế cái mũi chữ thập này là mục đích của nó là như vậy. Nó công phá, nó đập bê tông rất là dữ dàng, màu vỡ bê tông lắm. Thiết kế góc cạnh sẽ rảnh, sẽ dọc đồ, rất là phong cách của Mỹ, rất là nhìn cơ bắp. Thằng này á, là nó ít có hàng lắm anh em. Hàng này nó đặc biệt lắm, hàng này nó độc lắm, ít khi có hàng lắm. Nhìn nó đẹp mà nó chắc làm sao á, nó kiểu phong cách của Mỹ nó vậy đó. Mình quay kỹ cho anh em coi, nặng gần 7 kg. Thiết kế rất là đẹp, rất là ngầu, nói chung là rất ngầu. Anh em mà mua về đó sưu tầm cũng được, hoặc là mua về xài cũng rất là tốt. Đó, lâu lâu ta cũng nên sưu tầm một cái mẫu búa nào lạ để ta trưng bày trong bộ đồ nghề thì cũng rất là hấp dẫn. Thì mình báo giá với anh em luôn là cái mẫu búa 6,5 kg của H này á, là giá 700.000 cộng phí ship một cây. Xin nhắc lại là giá 700.000 cộng phí ship một cây. Hiện tại thì mình chỉ có đúng 2 cây này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đại theo số điện thoại 0966 425154. Bên mình là ship code toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán đó. Mình review kỹ lại anh em xem chút nữa đó. Đầu búa mặt trước mặt sau, cán. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mới gặp nhiều tốt lành, nhiều may mắn, gia đình nhiều niềm vui. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.